Pháp Hằng nhận đầu tiên xin chào tất cả bác. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2020. Em vừa về được 20 hộp đũa Nhật các bác nhé. Điều rồi rất là nhiều các bác đặt nhưng mà em không lấy được. Hôm nay mới đặt được có 2 hộp. Hiểu cái hàng này nó thế nào mà rất khan hiếm. Thỉnh thoảng đặt hàng anh em cũng chỉ phân phối cho khoảng 2-3 hộp thôi. Cái đũa này thì em quảng cáo rất là nhiều rồi. Của hãng đây, quay cho bác xem luôn. Đây các bạn này, nó là của Nhật Bản luôn nhé. Chiều dài của nó là 24,3 cm này, chịu được nhiệt độ 260 độ C và âm 10 độ C. Đây, Made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản này nhé. Đũa làm hoàn toàn bằng sợi thủy tinh luôn, trong này có cái hướng dẫn bằng tiếng Việt này các bạn này, đọc các bạn xem này nhé. Đũa kháng khuẩn Shikisai, đấy, làm từ sợi thủy tinh tổng hợp không phải nhựa thông thường PE vì melamine gì đấy, an toàn với nhiệt độ đến 260 độ C, sử dụng được trong lò vi sóng, máy rửa bát. Đầu đũa chống trơn trượt, độ bền vượt trội, đạt chứng nhận CAA đấy, Foco Skin Nhật Bản, kiểm soát 99% vi khuẩn và nấm mốc trên bề mặt sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Xuất xứ gì, công ty HDK Việt Nam. Các bạn nào có lấy cái đũa này các bác liên hệ với em nhé. Hôm nay rất nhiều bác đặt nhưng mà giờ em cũng chưa tìm ra được số của các bác. Nếu em tìm được thì em sẽ gọi trực tiếp cho các bác luôn. Ở cái đũa này đây các bạn nhé. Đầu cái đũa này nó các bạn này nó nhám để chống trơn trượt này. Đây, hoàn toàn bằng sợi thủy tinh luôn để không bao giờ bị mốc. Các bác nào thì dùng cái đũa này yên tâm, không bao sợ mốc cái đũa. Trên đũa khắc in chữ Shikisai rất là cẩn thận này, nhưng mà quay qua in chữ này này, quay qua camera chắc các bác nhìn không rõ. Đây, cái đũa này thì em bán là 150.000 một hộp 5 đôi các bác, một hộp có 5 đôi nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 150.000 một hộp này. Em bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy, 150.000 một hộp bao ship nhé, bao ship code luôn. Các bác nào lấy thì các bác chỉ cần nhắn tin cho em là đặt số lượng mấy hộp thôi. Để các bác cho địa chỉ em sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bác. Các bác nhận hàng rồi các bác thanh toán. Ship code toàn quốc của bao ship ạ. Đấy. Các bác không cần phải gọi điện nhé. Các bác chỉ cần nhắn tin là được rồi. Tin nhắn tin cho em cho nó dễ nhớ. Vì cái này nhiều khi đặt nó nhiều các bác đặt quá nó không nhớ được. Giá 150.000 bao ship code toàn quốc các bác nhé. Xin chào các bác.